Anh em ơi, bỏ ngay cái thói quen này nếu mà anh em không muốn chê là bị phè. Anh em đã bao giờ gặp những cái tình trạng như vậy không? Tôi chắc chắn là có nhé. Và đặc biệt là những anh em nào mới đi giày Tây. Dưới đây là cách mà tôi đã buộc giày cho rất nhiều khách hàng của Vuven. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cách buộc giày cực kỳ hiệu quả. Anh em có thể bấm ngay vào link bên dưới để lựa chọn được những sản phẩm phù hợp nhất của nhà Vuven nhé, hoặc là cho ý kiến về video này.